Thưa quý vị và các bạn, nhằm đánh giá công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023, ngày 10 tháng 3, Ủy ban dân huyện Đắk Sông đã tổ chức hội nghị tổng kết do đồng chí Ngô Đức Trọng, Phó Bí thư Hiệp ủy, Chủ tịch Ủy ban dân huyện, chủ trì hội nghị. Trong năm 2022, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính huyện đã cụ thể hóa, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành, triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính gắn với thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội. Kết quả tại bộ phận một cửa, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt 81,3%, trên 95% người dân tổ chức hài lòng về kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Số thủ tục hành chính được công bố là 448, số thủ tục hành chính đã được công khai 448, đạt tỷ lệ 100%, 100% thủ tục hành chính được niêm yết công khai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả từ huyện đến xã. 100% các thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến ở mức độ 2. Việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được thực hiện theo quy định. Về lĩnh vực công tác chuyển đổi số được cấp ủy chính quyền trong cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, người lao động, doanh nghiệp, thực hiện đồng bộ quyết liệt khẩn trương. Kết thúc năm 2022, đất sông được Ủy ban dân tỉnh xếp loại khá và đứng đầu tỉnh về chuyển đổi số. Bên cạnh kết quả đã đạt được, công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số của huyện còn một số hạn chế tồn tại như một số cơ quan đơn vị địa phương chưa quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính được giao theo kế hoạch đề ra, chất lượng hiệu quả công tác từ kiểm tra cải cách hành chính, kiểm soát, ra soát, thủ tục hành chính chưa cao, chế độ thông tin báo cáo về công tác cải cách hành chính chưa đầy đủ, việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 còn thấp. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận chỉ ra những tồn tại vướng mắt trong công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Đức Trọng, Chủ tịch Ủy ban Dân huyện, ghi nhận những kết quả cải cách hành chính và chuyển đổi số của huyện đã đạt được trong năm 2022. Đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường giám sát, kiểm tra, khắc phục ngay những sai phạm về giải quyết thủ tục hành chính còn hạn chế, chưa phù hợp với tình hình thực tế đặc biệt là người đứng đầu cơ quan đơn vị phải gương mẫu có trách nhiệm trong thực hiện cải cách hành chính và chuyển đổi số triển khai chấm điểm đánh giá từng tháng về cải cách hành chính để chỉ ra những hạn chế, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền cải cách hành chính đến người dân, triển khai áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4. Nhân dịp này, Ủy ban dân huyền đã tặng giá khen cho các cá nhân tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác chuyển đổi số năm 2022.